trưởng môn khiêm tốn chút chấp 416. Lúc nãy Lạc Băng chắc đang cảm thấy rối bời, cho dù đã báo thù cho cha mẹ, nhưng thứ đã mất đi thì không thể nào lấy lại được. Cuộc đời chính là như vậy, tròn khuyết luân phiên, không được như ý muốn khiến người ta không khỏi buồn phiền. Mình của kiếp trước hay kiếp này đều đã có những trải nghiệm sâu sắc này. Cảm tạ Lộ trưởng môn đã thay chúng tôi tiêu diệt con yêu quái này, giải thoát chúng tôi ra khỏi khó khăn suốt mấy chục năm. Mọi người không cần hành đại lễ như vậy, trước đây ta cũng đã nói, bản tọa cũng có lý do riêng của mình. Tuy là như thế, nhưng Lộ trưởng môn thật sự đã giúp chúng tôi hai lần, một lần là cứu cả tộc chúng tôi khỏi bị tiêu diệt, một lần là phá bỏ xiềng xích tu hành hàng chục năm của tộc chúng tôi. Đại ơn này, tộc Âm Dương Lộc chúng tôi thật sự khó mà báo đáp. Cho nên, tôi đã thương lượng với mọi người, sau này nếu Lộ trưởng môn có chuyện gì cần giúp đỡ, thì tộc Âm Dương Lộc chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tương trợ, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không chối từ. Nếu Lộ trưởng môn có chuyện gì cần giúp đỡ, thì tộc Âm Dương Lộc chúng tôi cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không chối từ. Vậy Lộ mỗ đành nhận tạm ân nghĩa này vậy. Địa vị của tộc Âm Dương Lộc trong yêu tộc cũng không thấp, sau này khí đại nạn đến, cũng coi như là thêm một sự giúp đỡ. Lộ trưởng môn, nhìn bên này đi. Lộc nhân giáp level 22, thanh diễm, tôi nhặt được một miếng ngọc bội, hình như là của con hồ yêu lúc nãy. Hửm, trên đầu có tên và cấp bậc, tên đó thế mà là người chơi. Mọi người mau nhìn đi, Lộ trưởng môn đang nhìn tôi nè. Ngài ấy nhìn thẳng vào tôi đó. Không tồi, số người xem 10 vạn cộng. Vãi trưởng, ngầu bá cháy. Hóa ra cảm giác được Lộ trưởng môn nhìn thẳng là như thế này. Tiểu tử này cũng may mắn quá đi. Vô địch rồi, Lộ trưởng môn lợi hại quá. Một lần gặp Lộ trưởng môn cũng đủ để khoe khoang cả năm rồi. À, Lộ trưởng môn khen tôi kìa. Tuy được Lộ trưởng môn khen, cũng không cần phản ứng mạnh như vậy đâu. Con hươu đực này cũng quá may mắn đi. Ghen tị quá, mình cũng muốn được Lộ tiền bối khen một câu. Cơ thể và linh hồn của Thanh Diễm đã biến mất rồi, cái này có lẽ là thứ duy nhất mà nàng ta để lại, bên trong có lẽ có những thứ mà nàng ta tích lũy trong nhiều năm. Xem thử Lạc Băng có dùng được nó không, cũng coi như này bù đắp của nàng ta cho Lạc Băng. Hửm! Thứ này là đồ của Thanh Văn Thiên Hồ tộc, không thể đưa cho người khác. Không thể kiểm tra, hai người này ít nhất cũng là bát cảnh trở lên. Tiền bối đến đây, e là không chỉ vì miếng ngọc bội nhỏ nhoi này. Lộ đạo hữu không cần lo lắng, ta là tộc trưởng đương nhiệm của Thanh Văn Thiên Hồ tộc, tên là Thanh Khâu Trích Tinh. Tộc trưởng đương nhiệm của Thanh Văn Thiên Hồ tộc, Thanh Khâu Trích Tinh. Thanh Khâu Trần. Hắn là hộ vệ thân cận của ta, tên là Thanh Khâu Trần. Đó là tộc trưởng đương nhiệm của Thanh Văn Thiên Hồ tộc, yêu khí mạnh mẽ quá, không hổ là đại yêu đến cửu sắc lộc vương cũng phải kính trọng. Nghe nói thực lực của ngài ấy không yếu hơn tam thánh mạnh nhất của yêu tộc hiện nay. Yêu khí mạnh mẽ quá. Thanh Khâu Thanh Diễm là muội muội của ta, bây giờ muội ấy đã chết, ta phải mang di vật của muội ấy về. Ngoài ra, ta còn có mục đích khác. Ta cũng muốn nhìn máu mủ của tỷ tỷ Chu Nhan của ta. Thì ra mẹ của Lạc Băng và hồ nữ Thanh Diễm lúc này đều là thủ lĩnh của tộc Thanh Văn Thiên Hồ. Thảo nào Thanh Diễm đó bị trấn áp nhiều năm mà vẫn mạnh như vậy. Thuật phi hành lợi hại quá. Đúng là có vài phần giống đại tỷ. Nếu hắn muốn làm gì đó bất lợi với Lạc Băng, thì cho dù là bát cảnh, bản tọa cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Không cần lo lắng, tộc trưởng chỉ là muốn an ủi cô ấy thôi. Con là một đứa trẻ con, tỷ tỷ cũng biết. Không cần vì tỷ ấy mà buồn bã, đại tỷ mạnh hơn tiểu muội Thanh Diễm rất nhiều, tỷ ấy là tự nguyện chết trong tay muội ấy. Con phải biết, chủng tộc càng sinh ra đã vượt trội hơn người khác thì càng có nhiều nỗi lo, mẫu thân của con cũng như thế. Nhưng trái tim của tỷ ấy là sự tồn tại vượt qua cả ta. Đưa tay ra đây, ta có một thứ muốn trả lại cho con. Bản tọa cảm thấy rất tò mò, vì sao lúc nãy các ngươi không xuất hiện, sao phải đợi Thanh Diễm chết rồi mới chịu xuất hiện? Thứ nhất, dù sao Thanh Diễm cũng là muội muội của tộc trưởng, lẽ nào ngài ấy còn phải giúp ngươi giết nàng ta sao? Thứ hai, tộc trưởng muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có xứng làm sư phụ của người tộc Thanh Văn Thiên Hồ ta không? Vậy thì ngươi thấy thế nào? Tất nhiên là xứng. Nhưng Lạc Băng và ta không giống nhau, trên người cô ấy có cửu khiếu linh lung tâm, tương lai có thể đột phá cửu cảnh. Hơn nữa,
đi thôi, vâng. Đột nhiên đến rồi đột nhiên đi, tên này cũng không có ác ý gì, rốt cuộc hắn có mục đích gì đây? Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là an ủi Lạc Băng, e là vì cửu khiếu linh lung tâm đó. Lộ Triều ca, ngươi cũng khá lợi hại đó. Cậu ruột của Lạc Băng cũng khá lợi hại. Hai người này tuy đến với mục đích không rõ ràng, nhưng ít nhất có thể biết được hai chuyện. Lạc Băng vẫn còn có người thân còn sống, cô ấy không thật sự cô đơn một mình. Trên người Lạc Băng có cửu khiếu linh lung tâm, tương lai có khả năng đột phá cửu cảnh. Ngươi bị làm sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế? Hắn còn thổ huyết nữa, độc của con bò cạp lúc nãy lại phát tác sao? Đau quá. Ngực giống như sắp bị nứt ra vậy. Lúc nãy tất cả lộc tộc đều bị trúng độc bọ cạp, còn bị thanh diễm cắt ngang, lúc này chất độc e là đã ngấm sâu vào người rồi. Tính mạng tộc âm dương lộc đang gặp nguy hiểm, ông già đang khống chế mọi chuyện phía sau đó, sao vẫn chưa chịu xuất hiện? Lộ Tiểu Hữu, không ngờ tới ngươi lại dùng cách này để ép lão phu xuất hiện, thú vị, rất thú vị. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.